quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình lễ trao giải Oscar VFM 2012. Sau đây là 5 đề cử cho các danh hiệu cá nhân xuất sắc. Ở vị trí đề cử đầu tiên, xin trân trọng giới thiệu bà Trần Thùy Chi trong phim The Mummy Return. Sự trở lại của bà Đầm Thép trong vai trò tổng giám đốc công ty VFM trên thế giới bóng đá Việt Nam sục sôi. Được sự tin tưởng tuyệt đối của lãm chủ tịch cộng với tài năng của mình, bà đã lèo lái con tàu VFM toang từng bảng băng chìm, từng con sóng dữ. Rắc và dâu hẳn nước mình bước lên tàu VFM chứ không phải là Titanic. Ở đề cử thứ hai, ông Trần Đình Thi, vai đại gia chân đất trong phim 3D đầu tiên của Việt Nam Mỹ Nhân Kế, trưởng phòng kinh doanh miền Bắc, cùng với tên cố thi sĩ nổi tiếng Nguyễn Đình Thi mỗi tội không biết làm thơ. Thế nhưng ông Trần Đình Thi của chúng ta vẫn đủ dẻo mồm đưa nhiều khách hàng đến với công ty. Hơn nữa, ông còn là một mạnh thường quân trong các cuộc nhậu nhẹt ăn chơi đập phá của mọi người. Chính khả năng lobby ấy mới là khả năng xuất sắc giúp ông Trần Đình Thi lọt vào danh sách đề cử này. Vâng, và đứng ở vị trí thứ ba, bà Phạm Thùy Linh, vai chính cai ngục phòng media trong phim Bay trên tổ chim Cúc Cu. Ngay quả tạ làm quản lý phòng media, phòng có nhiều thành phần rắc rối nhất công ty. Tuy vậy, với khả năng quản lý và trình độ đầu gấu của mình, bà Linh đã dần đưa phòng media vào nề nếp. Chắc ông giám đốc trong phim Vượt Ngục cũng muốn một cai tù bản lĩnh như bà Linh. Vì như thế, hẳn sẽ không có chuyện anh em nhà Michael đào thoát một cách dễ dàng như thế. Riêng việc bà đảm nhận trưởng phòng media đáng đề cử rồi, xin chúc mừng. Và đề cử thứ tư chúng tôi xin dành cho ông Nguyễn Xuân Khải trong phim Vua Giao Hữu đổi trưởng đội bóng đá VFM, đội bóng lừng danh đến nổi trong công ty ai ai cũng biết, bên ngoài thì chỉ xuất thân từ lò đào tạo nổi tiếng La Cô Loa, Cổ Loa thuộc miền Đông nước Anh, có người gọi tắt là Đông Anh. Hậu vệ Khải đã dẫn dắt đội bóng toàn những siêu sao như Đình Hoài, Trần Thi Vũ Dâu vượt qua tận vòng bảng Cúp Hồ Gươm 2012. Và dù chưa đòi được tiền thưởng của đội bóng, nhưng với thành tích lừng lẫy ấy, ông xứng đáng có mặt trong danh sách đề cử xuất sắc của công ty. Và người cuối cùng trong danh sách đề cử, chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Đinh Gia Chiểu, nhân vật Hét Ra Lửa trong phim The Tower, Tháp Lửa, một bộ phim truyện màu chiến đấu của Hàn Quốc, trưởng phòng kinh doanh chi nhánh miền Nam. Được nhân viên Chiểu mến đặt cho cái tên là người đàn ông Hét Ra Lửa. Với tính cách nóng nảy nhưng mà dễ chịu của mình, ông Đinh Gia Chiểu dẫn dắt phòng kinh doanh chi nhánh miền Nam ngày một vững mạnh hơn. Thật ra mà nói, nếu chỉ như thế thôi thì chưa được đưa vào vòng đề cử này đâu. Thế nhưng hồi tháng 11 vừa rồi, ông Đinh Gia Chiểu vừa ra một quyết định vô cùng táo bạo và cực kỳ dũng cảm, đó là cưới vợ. Chính việc ấy khiến hội đồng giám khảo vội như tên ông ngay vào danh sách đề cử, không hề nóng vội.